Thực hiện giãn cách theo nguyên tắc ai ở đâu thì ở đó, nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Hòa Vang đã chấp hành nghiêm chủ trương của thành phố, đồng thời biến thời gian 7 ngày ở nhà thành những ngày thật sự hữu ích. Từ ngày thực hiện chủ trương 3 tại chỗ, vợ anh Đặng Công Dân thôn Túy Loan Đông 1, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang phải ở lại công ty. Bản thân anh trong 7 ngày vừa làm cha vừa làm mẹ để chăm sóc hai con nhỏ, đồng thời tranh thủ cắt tỉa vuông xới cây cối trong vườn. Thì trong cái thời gian 7 ngày này thì gia đình tôi thì vợ thì đi làm ở dưới khu nghiệp ở lại rồi. Cho nên gia đình là chỉ còn tôi với lại hai con, cho nên tôi cũng tranh thủ cái thời gian này để chăm sóc cho các con. Bài dỗ cho các con học hành, bên cạnh đó thì cũng có cái thời gian ở nhà để chăm sóc vườn tược cây cảnh cây tré đồ để cho quay cái thời gian giãn cách. Và tôi nghĩ là đây là cũng cái thời gian để cho mình có cơ hội gần gũi với con. Bên cạnh đó thì cũng tôi thấy trong thời gian 7 ngày này thì hắn cũng sẽ trôi qua rất nhanh và cùng với thành phố thì sẽ chiến thắng đại dịch. Với địa bàn nông thôn Hòa Vang, dường như nhà nào cũng có mảnh vườn để trồng lúng rau và cây ăn quả. Những ngày giãn cách xã hội toàn thành phố, thời gian ngơi nghỉ này được nhiều người tiêu khiển trong mảnh vườn nhỏ xinh của mỗi gia đình. Đây không chỉ là thú vui mà còn góp phần tạo nguồn rau xanh tại chỗ cho các gia đình. Cách ly tại nhà 7 ngày này là không bỏ xí công để tận dụng trong vườn, khu vườn, lùm qua mà ăn, trong 7 ngày cung cấp cho công cái đồ. Mình phải tận dụng như thế, chứ còn mình không thể ngồi không được. 7 ngày ở nhà, khoảng thời gian sẽ thật sự dài đối với những ai không tận dụng thời gian này vào những việc hữu ích. Sử dụng thời gian một cách tích cực không chỉ có thêm điều kiện chăm sóc mái ấm gia đình, nuôi dạy con ngoan, mà còn tích cực chung tay cùng thành phố phòng chống dịch bệnh hiệu quả.